Vlog. Hôm nay Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món ăn rất là đơn giản, nhưng có lẽ là các bé ở nhà, các bé thiếu nhi rất là thích ăn món này. Và sẵn dịp hôm nay con có một người bạn của Lan muốn được ăn món bánh mà Lan làm, cho đó Lan sẵn đây là cũng chia sẻ cùng với mọi người luôn, mà mọi người hãy cùng tham khảo nha. Và nếu thích thì các bạn có thể làm theo. Lan đi siêu thị mới về đây các bạn. Đây là bánh mì sandwich, 51 bịch bánh này chỉ có 15.000 thôi. Sốt mayonnaise, thịt ba rọi xông khói, phô mai nha các bạn. Phô mai này á, nó có rất là nhiều loại, nhưng mà Lan muốn phối hợp vừa có màu mà vừa có vị để cho các bé ăn nó đỡ ngán hơn, cũng như là sẽ ngon miệng hơn. Lan mua một bịch phô mai cong quạt cười và một bịch phô mai của hiệu Shop. Bên cạnh đó, với món ăn này các bạn cũng cần phải có trứng gà nữa nha. Lan mua trứng gà ác đây, còn không các bạn sẽ dùng trứng gà ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha các bạn. Trước khi đưa bánh vào lò nướng thì chúng ta còn phải chuẩn bị một chút xíu. Đối với cái phần thịt xông khói này, các bạn hãy cắt thành cái sợi sợi á, hoặc là cắt thành miếng vuông vuông, để chút xíu nữa chúng ta sẽ lắc lên trên cái phần mặt bánh. Các bạn nhớ chuẩn bị sẵn hai cái chén hoặc hai cái tô nha, mình để bên này để mà sau khi mình cắt xong thì mình sẽ bỏ qua. Đây, miếng thịt ba chỉ xông khói nó như thế này nha các bạn, cũng dễ cắt lắm, món này dễ làm vô cùng, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Các bạn có thể làm vào buổi sáng ăn sáng cho các bé hoặc là bất cứ lúc nào các bé nó thích. Với một cái mâm như thế này thì Lan có thể làm được khoảng 10 đến 12 cái. Chính vì thế Lan chỉ cần sử dụng một bịch thôi, một bịch thịt xông khói là đã đủ rồi. Lan thích cắt sợi hơn, còn các bạn có thể cắt vuông cũng được nếu như các bạn thích nha. Đây các bạn, Lan đã cắt xong rồi. Bây giờ chúng ta cho ra tô nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sơ chế phần phô mai. Phần phô mai này thì các bạn cũng cắt ra nha. Lan sẽ sử dụng để phân nửa của bịch phô mai này và phân nửa bịch phô mai này thì mỗi thứ như vậy là khoảng 5 miếng phô mai này nha các bạn. Đây, phô mai cũng dễ lắm, các bạn chỉ việc tách ra và cũng sắp theo lớp như vậy á, mình cắt ra sợi cũng được mà hạt lựu cũng được. Sự mà nói đây, Lan làm chứ Lan thật sự Lan ngán lắm luôn á, nhưng không hiểu sao các bé lại rất là thích ăn cái món này. Lần trước Lan có sử dụng phần phô mai của hiệu Anco các bạn, cái loại đó thì cực kỳ ngon và cực kỳ béo nha, vừa béo mà vừa thơm nữa. Nhưng mà lần này Lan đi siêu thị Lan không thấy cái loại đó, cho nên Lan sử dụng cái phần phô mai con bò cười cũng như là phần phô mai của hiệu Shop. Rồi, chúng ta cũng sẽ cắt hạt lựu luôn. Thank you.
bị này nó cũng không mất nhiều thời gian. Do đó các bạn hãy nên đi bật cái lò nướng trước. Chúng ta hãy bật làm nóng lò ở nhiệt độ là 200 độ C, nóng ở cả bếp trên và bếp dưới nha các bạn. Các bạn làm nóng trước khoảng 10 phút đi, thì trong thời gian đó chúng ta sẽ trang trí cho phần bánh mì để chuẩn bị đưa vào bếp. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi bật bếp nha. Đây, chúng ta mở lò nha các bạn, sử dụng trong 10 phút nha, khởi động làm nóng trước khi chúng ta nướng bánh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bánh nha các bạn. Chúng ta sẽ cho cái phần bánh mì sandwich này lên phần vỉ nướng. Các bạn cứ xếp đều ra thôi. Một hàng dài này là có thể để được 4 cái nha. Vậy thì chúng ta sẽ có 12 miếng bánh tương ứng với lại là 12 cái trứng gà nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cho phần sốt mayonnaise vào. Dễ làm cực kỳ các bạn ạ. Mà ăn nó cũng rất là ngon nữa. Do là có trứng vào trong mặt bánh á, cho nên chúng ta sẽ sử dụng luôn cái đầu này. Chứ cái đầu này nhỏ mình xào mình sẽ không có chặn được cái phần trứng. Đang quên một bước nữa, đó là chúng ta phải sử dụng là cái phần bơ tường an để cho trên mặt bánh. Đây các bạn, là phải sử dụng phần bơ tường an này trước khi chúng ta cho những cái phần khác lên, thì chúng ta sẽ còn sử dụng bơ tường an trước nha. Các bạn chỉ việc sử dụng cái mặt của cái muỗng á, như thế này, và chúng ta thoa đều lên mặt bánh này thôi. Các bạn thích ăn béo thì các bạn cho nhiều hơn một chút xíu. Cho ở đây là Lan có sử dụng một ít có bơ, có phô mai rồi và thêm sốt mayonnaise nữa, cho nên Lan sẽ sử dụng ít thôi. Lan lưu ý với các bạn nha, chúng ta sử dụng những cái miếng bánh này á, các bạn hạn chế cái phần này nó mỏng quá. Nó mỏng mỏng thì khi một chút xíu nữa chúng ta cho trứng lên nó sẽ bị chảy xuống dưới, nó sẽ không thấm lên mặt bánh của mình đâu. Các bạn lựa những cái miếng bánh nào mà nó hơi dày dày một chút xíu. Như hôm trước Lan có mua một cái loại bánh sandwich không phải là tổ bánh mì xứ Sài Gòn này, thì Lan đã bị trường hợp đó. Cái mặt bánh, cái ruột bánh này các bạn, nó rất là mỏng, cho nên nó khi cho trứng vào nó sẽ bị chảy xuống dưới hết, thì nó hết ngon cái bánh rồi. Đây các bạn, sau khi chúng ta cho cái phần bơ lên thì cái mặt bánh chúng ta sẽ như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng mayonnaise nha. Mayonnaise các bạn bia thế này nè. Chúng ta sẽ đi theo viền của cái miếng bánh sandwich này. Đây cũng là lớp bảo vệ để cho một chút xíu nữa khi chúng ta cho trứng vào nó sẽ không có bị tràn ra ngoài đó các bạn. Đã cho cái phần sốt mayonnaise lên rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho trứng vào nha. Cứ mỗi một cái bánh như thế thì các bạn cho một cái trứng lên. Lúc đầu Lan làm, các bạn biết không, Lan làm cái trứng gà công nghiệp á, nó to quá chừng luôn, cho nên nó hẳn là nó sẽ dễ bị tràn ra ngoài lắm. Cho nên bây giờ Lan sẽ sử dụng trứng gà ta nha. Mình ăn trứng gà ta thì nó sẽ bổ hơn nữa. Chúng ta lần lượt cho hết cái phần bánh này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho phần thịt xông khói vào nha. Với phần thịt này thì các bạn cứ chia đều cho 12 cái bánh như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phô mai vô. Các bạn cứ cho trên mặt như thế này đại đi một chút xíu nữa, nó sẽ tự tan chảy ra thôi. Chúng ta cho vào lò nướng các bạn, nó sẽ tan chảy ra rất là đẹp. Các bạn cứ rải đều ra nha. Lan cắt ra rồi không hiểu sao nó vẫn còn bị dính dính lên như thế này. Thôi thì chúng ta cứ rải thành cục cục như thế này cũng được. Tại vì khi mà để vào lòng một chút xíu thôi thì nó cũng sẽ tan chảy ra thôi các bạn. Xong rồi này các bạn. Bây giờ chúng ta cho vào lò nướng nha. Các bạn nướng ở nhiệt
độ 180 độ cả bếp trên và bếp dưới và nướng khoảng 15 phút tùy lò nha các bạn. Thì các bạn trước mắt cứ sử dụng lò khoảng 10 phút đi, rồi sau đó nếu như các bạn thấy cái độ giòn như là độ chín của bánh mà chưa vừa thì có thể chúng ta sẽ tăng thêm cái thời lượng đó. Cho vào lò rồi. Bây giờ chúng ta cùng giải lao một chút xíu nhé. Một chút xíu nữa bánh chín thì Lan sẽ review cho các bạn xem nhé. Các bạn thân mến, và đây là thành phẩm của Lan đây. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Màu rất là vàng, vị rất là thơm nha các bạn. Xin mời các bạn cùng ăn thử nha. Này thì thực chất là Lan làm nên chỉ gửi tặng cho các bé là con của bạn này thôi, chứ Lan không thích cái món bánh này. Mời các bạn nha. Các bạn ơi, đến đây thì video Lan cũng xin được khép lại nha. Hy vọng rằng món bánh này sẽ là một trong những menu mà các bạn thích, cũng như là món ăn mà các bạn sẽ áp dụng cho gia đình mình, nhất là những thiên thần bé nhỏ của chúng ta, đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Lan nha. Like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Lan nha các bạn. Còn bây giờ Lan xin chào và hẹn gặp lại.